Như vậy là có hai câu lệnh được viết sai ở đây. Hãy xem từng lệnh một và xem chúng có những vấn đề gì. Đầu tiên là biến kiểu tra và khởi tạo bằng ký tự y, rõ ràng là không có vấn đề gì. Thứ hai là Clavell biến kiểu boolean và khởi tạo bằng giá trị true, cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo là một biến kiểu boolean number nhưng lại có giá trị khởi tạo là một số 18. Như chúng ta đã đề cập, biến bool chỉ lưu trữ hai giá trị là for và true và không thể lưu một số, vậy lệnh này là sai. Tiếp theo là một biến string text khởi tạo cũng là một đoạn văn bản ở trong ngoặc kép, không vấn đề gì cả. Tiếp theo là một biến double prime khởi tạo với một số thực 23.45, cũng không vấn đề gì. Cuối cùng là một biến kiểu long total nhưng lại có giá trị khởi tạo bằng 1000.1. Đây là một số thực, trong khi kiểu long chỉ cần lưu trữ giá trị kiểu nguyên, vậy lệnh này không hợp lệ.